Các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn món chè mè đen ha các bạn ha. Thì đây là những nguyên liệu của mình sẽ làm ra món chè này. Trước tiên là mình cần phải có mè đen nè các bạn, rồi nước cốt dừa, bột năng và nước lọc để cho mình ngâm cái mè đen đó các bạn. Thì bây giờ mình bắt tay vào mình đi ngâm cái mè đen nha các bạn nha. Bây giờ mình đi mình ngâm cái mè đen á các bạn. Rồi mình ngâm 1/2 cốp ha các bạn ha. Mình ngâm 1/2 cốp rồi giờ mình đổ nó vô trong cái ly để mà mình xay đó các bạn. Rồi mình đổ vô cái ly này xong rồi nè, thì bây giờ mình đổ cái chai nước lọc của mình vào. Nó mình cứ ngâm nó vậy đó các bạn. Thì để đó nó hồi cái là nó đang lắng xuống đó, các bạn thấy không? Nó đang lắng xuống rồi nè. Thì mình cứ ngâm nó vậy đi ha các bạn ha. Coi như mình xài là hết gần hết một chai nước, chỉ còn có một tí xíu này thôi à. Thì mình cứ ngâm vậy thôi, chứ nước thật sự ra mình cũng không có cái lượng nhiều đâu, đổ nguyên chai vô cũng được nữa các bạn. Để mà lát nữa mình xay thôi à. Nó mình cứ quậy quậy một tí cho nó lắng hết xuống. Rồi bây giờ mình ngâm cái này mình để đây ha các bạn ha, ngâm 2 tiếng. Cứ để vậy thôi, rồi 2 tiếng nữa mình quay lại mình nấu, mình bắt đầu mình nấu chè. Các bạn ơi, bây giờ mình cũng đã ngâm được 2 tiếng rồi đó, bắt đầu bây giờ mình cho vô máy mình xay nha các bạn nha. Các bạn ơi, mình cũng đã xay xong rồi nè các bạn, nó nhuyễn luôn rồi đó. Thì bây giờ mình đổ nó vô trong đây nha, để mình lọc nó đó. Đó các bạn thấy giờ nó chảy cái nước mè xuống rồi nè, để mình lọc nó vậy cho nó ra hết cái cặn á. Thì để đó mình cứ làm, các bạn ra nước nhiều ghê không, để mình cứ làm cho nó xong đi ha các bạn ha. Này các bạn, mình đã chắc hết nước rồi nè các bạn, nó ra rồi á. Thì nếu mà các bạn mà thích ăn mà cái kiểu mà không có cái tí lợn cợn á, kiểu mà trong như vậy á, thì là được rồi ha các bạn ha. Nhưng mà nếu mà các bạn mà thích ăn mà nó hơi có tí lợn cợn của cái mè á, thì mình sẽ lấy một tí xíu như vậy thôi, mình sẽ bỏ vô trong đây. Mình thì mình thích ăn có tí lợn cợn á, cho nên mình múc cỡ một muỗng như vậy nè các bạn. Mình múc như vậy ha các bạn ha. Rồi mình đổ nó vô trong đây đó, để mà cho mình có tí cái bã nó ăn thì nó lợn cợn nó cũng ngon hơn nữa. Mình thì thích như vậy, còn cái này thì mình bỏ nha các bạn nha, mình chỉ lấy có tí xíu vậy thôi. Rồi xong rồi, bây giờ mình để nó vậy thì bắt đầu bây giờ mình bật bếp lên, mà bật bếp vừa vừa các bạn. Thì bây giờ mình cho nước dừa vào ha các bạn ha, mình đã xài một tí rồi. Rồi cho nên mình lấy cái này ra mình đổ vô, thường mình đổ vô mình cũng nhắm à. Thì bây giờ cứ cho chút nửa lon đi, cho trước nửa lon đi, rồi mình xài nửa lon trước á, coi có đủ độ béo chưa. Nếu các bạn thích béo nhiều thì cho thêm nước dừa, còn nếu như vậy thì cũng đủ rồi các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy lúc đầu cái video của mình đó, là mình lấy nguyên một chai nước này nè, là mình ngâm cái mè á, thì còn dư một tí xíu nước vậy nè các bạn. Thì mình đổ nốt vô trong đây luôn ha các bạn ha. Mình đổ vô. Rồi sau đó đó, rồi mình lại đổ thêm cỡ nửa chai này nữa đó các bạn. Nên tổng cộng là 1,5 chai lận á các bạn ha. Nó mình xài nửa chai này thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình quậy nó lên. Đó các bạn thấy không, giờ nó ra cái màu đen này nè. Thì mình quậy nó lên, mình nấu nó liu riu á các bạn.
trong khi đang đợi nó sôi á, thì mình cho đường phèn vào ha các bạn ha. Mình thích ăn ngọt bao nhiêu thì mình cho như đây nè, mình nghĩ là đủ rồi. Rồi các bạn, nãy giờ mình nấu á, thì thấy nó cũng hơi nóng nóng, bắt đầu nó cũng gần sôi rồi nè các bạn. Thì mình cho cái bột năng ha các bạn ha, mình cho 2 muỗng rưỡi canh bột năng á các bạn. Mình cho vô rồi mình đổ nước vô cho nó đầy luôn á, thành ra là 1/2 cốp nè các bạn. Thì mình đổ vô đây luôn. Bạn thấy mình đổ vô bắt đầu nó nóng nóng, bắt đầu các bạn thấy nó sền sệt này nè. Đó, ngon không các bạn? Đó, bây giờ mình đợi nó sôi lên rồi là coi là nó vừa vặn chưa. Nếu mà thiếu đường á, nếu các bạn thích thêm đường các bạn cho thêm đường ha. Rồi cái này làm theo sở thích của mỗi người thôi à. Rồi các bạn mà muốn nó lỏng hơn thì lại bớt cái bột năng đi, nhưng mà như mình như vậy là mình thấy nó vừa rồi đó các bạn thấy nó sền sệt nè. Ngon ghê không? Thì bây giờ mình cho thêm một tí xíu muối nữa nha. Cho một tí xíu muối cho nó đậm đà. Mình cho có một tí à. Rồi, vậy là xong cái món chè mè đen của mình rồi đó các bạn. Mau ghê không? Làm mè đen này trời mà lạnh lạnh á, hoặc là trời mưa á, mình hay thích nấu chè này lắm. Làm rất là nhanh nữa mà ngon, rất là ngon luôn á các bạn. Cho nên bể bây giờ mình quậy nó một tí cho nó sôi, cho nó chín cái bột rồi mình múc ra ly cho mời các bạn xem nha. Các bạn ơi, đây là thành phẩm món chè mè đen theo kiểu của mình làm nè các bạn. Nãy giờ các bạn thấy mình làm cũng rất là nhanh ha các bạn ha. Nên mỗi lần mà thèm món này thì mình cũng đi ra bếp làm liền ăn luôn á. Vào những ngày mưa hoặc là trời lạnh á, mình ăn mình rất là thích luôn. Cho nên hôm nay mình mời các bạn dùng tí chè mè đen với vợ chồng mình tối nay nha các bạn nha. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc.